Rồi, hello anh em nha. Cũng buổi chiều tối rồi anh em. Thì mình mới nhận một con iPhone 7 Plus. Mà nó rung, anh em thấy nó rung ghê không? Hơi rung nha. Tiếng Anh mình xử lý con máy này thử nha. iPhone 7 Plus hơi rung. Rung quá ghê, nó kêu rẹt rẹt rẹt. Kinh khủng lắm anh em. Rồi, tiếp tục mình làm chương trình sửa máy nha anh em. Kêu rất ghê, rung, hư rung, tháo ra luôn. Thêm một cục rung mới cho thôi anh em. Test lại thử nha anh em. Ok, êm rồi anh em ơi. Thế là chỉ ông nội rung này hư. Ok. Rồi, cảm ơn anh em xem clip nha. Nhớ bấm đăng ký kênh nha anh em, để không xem clip mới từ kênh mình nha.